Xin chào quý anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe em út của Toyota, chiếc xe Toyota Wigo. Và trước mặt chúng ta đây là phiên bản 1.2 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc của Toyota Wigo mà có ngoại thất là màu đỏ. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết chiếc xe Toyota Wigo có ngoại thất màu đỏ này. Thì trước khi giới thiệu chi tiết thì em sẽ đi một vòng xung quanh nội thất và đồng thời với đó là giới thiệu cho anh chị về giá bán đến hiện tại. Chiếc xe Toyota Wigo thì được phân phối ở Việt Nam 12 phiên bản, trong đó có phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản số sàn, giá niêm yết là 360 triệu. Thì hiện tại bên em đang tặng cho anh chị là bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện chính hãng. Thì tính ra lăn bánh ở Bắc Ninh và các địa phương có thuế 10% là sẽ rơi vào khoảng 400 triệu. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản số tự động thì có giá niêm yết là 405 triệu. Và bên em cũng đang tặng cho anh chị là bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện chính hãng. Thì tính ra lăn bánh cho anh chị sẽ rơi vào khoảng là 450 triệu là lăn bánh. Với cái vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về cái giá bán của chiếc xe Toyota Wigo thời điểm tháng 3 năm 2024. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết hơn chiếc xe Toyota Wigo này. Toyota Wigo thì hai phiên bản thì chênh nhau số tiền là khoảng 45 triệu. Thì sẽ có một số khác biệt lớn nhất thì sẽ là số tự động và số sàn rồi. Thì bên em cũng nhập chủ yếu đến 80%, 70 đến 80% là xe số tự động. Và ngoài khác biệt về cái hộp số thì chiếc xe phiên bản tự động này sẽ được trang bị là la răng dạng đúc, còn phiên bản số sàn thì chỉ được trang bị là la răng dạng hợp kim và có chụp nhựa thôi. Và ngoài ra thì gương ở trên phiên bản số tự động này sẽ được trang bị là có cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi và cảnh báo điểm mù trên gương. Còn ở phần thân xe thì ở phần đầu xe thì bên em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái thứ nhất là về ngoại thất thì sẽ có cái cụm đèn full led, có đèn định vị ở phía trước. Và phía bên trong capo này thì sử dụng động cơ 1.2 i3 3 máy và có hộp số DCVT, có nghĩa là hộp số vô cấp kép, cho khắc phục lại cái nhược điểm ngày xưa là nhược điểm tiết kiệm rồi, mượt mà rồi nhưng mà lại tăng tốc không khỏe khoắn. Thì hộp số DCVT này thì sẽ bổ sung, sẽ khắc phục cái điểm yếu đấy, thì vận hành vừa mượt mà vừa tiết kiệm mà lại vừa tăng tốc tốt. Và cái ở phần thân xe thì vừa rồi em có giới thiệu, gương thì được trang bị là gương có cảnh báo điểm mù trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang phải sau khi lùi. Và có một chi tiết nữa là xe được trang bị cái nút cảm ứng thông minh ở trên xe cánh cửa này. Khi anh chị đeo khóa ở gần người thì chỉ cần chạm vào dấu bằng ở đây thôi thì xe sẽ mở hoặc là sẽ khóa lại. Ở phần thân xe thì có thêm một thông số nữa, thông số tiêu thụ nhiên liệu. Thì tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,2 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, nó là một tiêu thụ khá là tối ưu rồi, rất là tiết kiệm, đặc biệt là ở ngoài đô thị chỉ có 4,5 lít thôi. Ở phần đuôi xe thì anh chị thấy là sẽ được trang bị cụm đèn của xe thì được trang bị là cụm đèn không có nhiều điểm nhấn, tuy nhiên là phần đuôi xe sẽ được trang bị hai cảm biến lùi và camera lùi ở phía sau. Sẽ giới thiệu cho anh chị về phần nội thất của xe. Phần nội thất của xe sẽ được chủ yếu là tông màu đen và được điểm thêm là những cái chi tiết mạ chrome và chi tiết mạ bạc. Một cải tiến lớn của phiên bản Wigo thời điểm hiện tại là có cần số làm đẹp hơn rất nhiều. Còn cái cụm điều hòa thì vẫn vậy, màn hình cũng tương tự như bản trước. Tuy nhiên là cái thiết kế của xe hài hòa hơn rất nhiều, và đặc biệt cái cập nhật lớn nhất là cái máy và cái động cơ, cái hệ thống treo của phiên bản Wigo thời này thì nó khác biệt hẳn so với thời trước rồi. Ngoại hình cũng đẹp hơn nữa. Nội thất của xe Wigo, chiếc xe em út thì cái trang bị gọi là đủ dùng, cốt lõi từ ngoại thất thì em đã giới thiệu rồi. Còn trong đây thì anh chị thể thấy là xe có chống trơn trượt này, kiểm soát lực kéo là những cái trang bị mà vượt tầm phân khúc, những phân khúc khác không được trang bị. Và cụm điều hòa thì không có điều hòa auto, tuy nhiên là có chế độ mắc cun, có chế độ mắc cun và làm mát cực nhanh trong cái thời tiết mùa hè ở
ở Việt Nam thì so với những chiếc xe Hàn khác thì cái xe Toyota Wigo này điều hòa làm việc cực kỳ hiệu quả. Ghế thì sử dụng là ghế ni hàng ghế thứ hai, và một cái đặc biệt là hàng ghế thứ hai của xe Wigo ngồi rất là rộng rãi và thoải mái. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Wigo cũng như là giá bán. Anh chị cần liên hệ đặt xe hay liên hệ tư vấn về xe Toyota Wigo cũng như các dòng xe khác của Toyota thì vui lòng liên hệ giúp em, có số hotline em để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.